À, để bắt đầu chúng ta thử có một cái ca lâm sàng như sau mà chúng tôi tin rằng các đồng nghiệp cũng gặp trong quá trình thực hành là bệnh nhân nam 74 tuổi tiền sử đái tháo đường tăng huyết áp và viết bị đau chân khi nghỉ và có hội chứng những khuẩn dương tính Kháng à, khám lâm sàng có bệnh nhân không đau ngực trái nhưng mà mạch ngoại biên bắt khó có lép khô và hoại tử mu chân trái như các đồng nghiệp nhìn thấy à, điện tâm đồ thì à, có sóng quy và tê âm nhiều chuyển đạo xuyên tim có chức năng giảm nhẹ ép là 42% đồng thời có giảm vận động vùng tuyến máu động mạch liên đất trước. Xét nghiệm thì creatinine là 156, uh, HBMC là 10.4, bi lăng viêm CRP 20.5, xem đốt lên mạch máu thì có tắc động mạch đùi nông trái, tổn thương nặng động mạch tầng dưới gối bên trái, đồng thời có hẹp 60% động mạch cảnh trong bên phải. Như vậy thì đứng trước ca lâm sàng này thì mỗi chúng ta là thầy thức lâm sàng sẽ đặt ra một số câu hỏi. Liệu cái điều gì là quan trọng nhất đối với bệnh nhân liệu chúng ta cần phải cho chụp bệnh nhân chụp động mạch vệ sát can thiệp bởi vì bệnh nhân có biến đổi địa tâm đồ đồng thời là ép giảm hay chúng ta nên can thiệp bệnh lý động mạch ngoại biên bởi vì đây là cái triệu chứng khiến người bệnh phải vào viện hoặc chúng ta nên cho bệnh nhân đi phẫu thuật làm cầu nối mạch máu do tổn thương mạch rất là phức tạp hay về dò chính là chúng ta cần phải kiểm soát nhiễm khuẩn chăm sóc vết loét ở bệnh nhân CRP là 20.5 hay là bệnh nhân này nên cắt cụt chi do không còn khả năng bảo tồn và tăng nguy cơ nhiễm trùng nhiễm độc hoặc chúng ta cần phải tái tế máu động mạch cảnh do cái nguy cơ tai biến mạch não cao hoặc là bệnh nhân này suy tim suy thận kỳ vọng sống thấp thì nên điều trị nội khoa thôi rõ ràng là có rất nhiều cái hướng lâm sàng mà chúng ta cũng khó có thể nói là cái gì là tốt nhất bởi vì nếu chúng ta chọn lựa chọn thứ nhất là can thiệp động mạch vành thì nên cho bệnh nhân nhập viện khoa tim mạch can thiệp ta nghĩ rằng nên can thiệp tái tim máu động mạch ngoại biên thì nên chuyển bệnh nhân sang khoa can thiệp mạch máu ta nghĩ rằng phẫu thuật làm cầu nối là tốt thì bệnh nhân phải nằm ở khoa phẫu thuật mạch máu chúng ta nghĩ rằng kiểm soát nhiễm khuẩn là quan trọng nhất thì phải cho bệnh nhân nằm khoa truyền nhiễm. Chàng nghĩ rằng kiểm soát đường máu là quan trọng thì chúng ta phải cho bệnh nhân nằm khoa nội tiết. Chàng nghĩ rằng cắt cụt chi thì chúng ta phải chuyển bệnh nhân đến đơn vị chấn thương chỉnh hình hoặc tái tiêm máu động mạch cảnh thì phải chuyển đến khoa can thiệp và phẫu thuật mạch máu. Như vậy một cái bệnh nhân như như thế này rõ ràng là có thể nằm rất nhiều khoa mà cho cũng không biết cái đơn vị nào là nơi mà điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Thế đây là cái một ví dụ cho thấy cái thực trạng điều trị bệnh lý động mạch chi dưới không chỉ ở các tuyến cơ sở mà tuyến trung ương cũng còn rất nhiều thách thức thường bệnh nhân đến viện muộn khi mà tổn thương nặng nề phức tạp như bệnh nhân chúng ta loét khô còn chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân loét hoại tử ướt bệnh nhân lại kèm theo rất nhiều bệnh lý khác như là tăng huyết áp đái tháo đường dọa lipid máu bệnh động mạch vành bệnh động mạch cảnh tình trạng toàn thân thường là kèm theo nhiều bệnh nhiễm khuẩn suy tim suy thận điều trị cái gì cũng khó cho thuốc gì cũng khó bệnh nhân lại tuổi cao nguy cơ chảy máu cao chưa nói đến điều kiện kinh tế khó khăn vì thế dẫn đến cái cục là tỷ lệ cắt củ chi rất cao và kèm theo những biến cố toàn thân nặng nề chắc chắn là các đồng nghiệp đã từng có những bệnh nhân như vậy rồi vậy thì bệnh lý mạch máu do sơ vữa ở uh, nó nằm trong chung một cái bệnh cảnh đó là cái do sự lắng động của cái mảng sơ vữa gây hẹp nhiều lòng mạch và do các yếu tố nguy cơ như ở tuổi cao giới tính nam từ di truyền bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp do lipid máu đái tháo đường, hút thuốc lá, ít vận động thể chất và người ta nhận thấy rằng có đến gần 2 phần 3 bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới đồng thời biểu hiện bệnh ở những mạch máu khác như là bệnh động mạch vành như là bệnh động mạch cảnh và vì vậy chúng ta thấy là một cái bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới họ không chỉ có thể đến vì chúng ta vì đau chân nhưng những cái biến cố của họ không chỉ là biến cố mạch máu chi dưới như là không chỉ có đau cách hồi không chỉ là cắt của chi mà họ còn có những cái biến cố uh, toàn thân như là có biến cố động mạch vành, hẹp động vành, hẹp động mạch cảnh, rất nhiều biến cố khác. Đấy, đây là cái thông điệp đầu tiên mà tôi muốn quý đồng nghiệp lưu ý, đó là cái bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới vào viện vì đau chân nhưng có khi không chết vì cái chân mà chết vì cái tim hoặc chết vì cái não. Và cái ước tính gánh nặng bệnh tật toàn cầu thì hàng năm trên thế giới có đến 200 triệu người là sẽ sống chung với bệnh động mạch chi dưới. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái phần nổi của tảng băng thôi, bởi vì chỉ 5% bệnh động mạch bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới có triệu chứng điển hình của đau cách hồi còn lại 30% là triệu chứng không điển hình theo ý tê bì thôi và 65% là hoàn toàn không triệu chứng như vậy cái con số 200 triệu người phải sống chung với bệnh động mạch chi dưới này thì là phần nổi của tảng băng chìm tảng băng rất to và theo ước tính chúng tôi thấy là có uh, rất nhiều bệnh nhân có tổn thương động mạch chi dưới các mức độ vậy thì chúng ta làm bác sĩ lâm sàng thì ta phải có chiến lược thế nào thì đây là khuyến cáo của hội tim mạch châu Âu về quản lý bệnh động mạch chi dưới. Đó là chúng ta cần phải phát hiện sớm các dấu hiệu mất mô nhiễm trùng để giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa mạch máu. Việc này sẽ giúp cải thiện bảo tồn chi. Còn với những bệnh nhân thiếu máu chi mạng tính đe dọa thì chúng ta cần phải ngay lập tức đánh giá cái nguy cơ các tổ chi của bệnh người bệnh là như thế nào. Nếu mà bệnh nhân có kèm theo đái tháo đường để kiểm soát được máu tối ưu và để bảo tồn chi thì cần tái tiêm máu bất cứ khi nào có thể. Đây là các cái thăng điểm lâm sàng đánh giá bệnh động mạch chi dưới thì đến năm 2023 này hệ thống nhất rằng có những thang điểm phong tăng và thăng điểm Rutherford để theo giai đoạn tiến triển. Cái thang điểm này tôi thấy là rất là kinh điển rồi nhưng nó cũng rất là khái quát và có tính ứng dụng cao và có thể áp dụng được không chỉ các bệnh viện tuyến trung ương như chúng tôi bệnh viện Bạch Mai mà các đồng nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng tại bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện cơ sở. Ví dụ thang điểm Rutherford có các giai đoạn từ giai đoạn 0 là không triệu chứng, giai đoạn 1 là đau cơ hở nhẹ, giai đoạn 2 đau cơ hở trung bình, giai đoạn 3 đau cơ hở nặng, giai đoạn 4 uh, là đau khi nghỉ, giai đoạn 5 là mất mô, giai đoạn 6 loét hoại tử. Hoặc chúng ta có cái thang điểm Wagner đánh giá tổn thương bàn chân do thải độc đường, độ 0 là không có loét, độ 2 là độ 1 là có loét nông, độ 2 là loét sâu, độ 3 là áp xe hóa độ 4 là có hoại tử và độ 5 là đã tím đen rồi không còn khả năng bảo tồn nữa đấy những tháng điểm rất là chi tiết ngoài ra đến năm 2023 này có một khái niệm rất là mới mà chúng tôi xin phép được cập nhật cho quy đồng nghiệp đó đánh giá những cái tổn thương đặc biệt bàn chân họ đưa ra khái niệm là angiosome để đị, định, khu cái động mạch bị tổn thương giống như chúng ta có bệnh nhân nhồi máu cơ tim chúng ta có thể định khu cái động nhánh động mạch vành tổn thương dựa ở địa tâm đồ thì với động mạch tầng dưới gối cho có ba nhánh động mạch chảy trước, động mạch chảy sau, động mạch mát thì chúng ta dựa vào cái vùng tổn thương nó tương đối với cái vùng tưới máu của động mạch nào cho có thể xác định được là cái động mạch đấy bị tổn thương. Để sàng lọc và đánh giá ở uh, bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mạng tính thì việc tất cả các hiệu hiệp hội tim mạch lớn, hiệp hội tim mạch châu Âu và đã cập nhật cái khuyến cáo hiệu tim mạch của Việt Nam đã cập nhật khuyến cáo của các đồng nghiệp châu Âu là chỉ định cần phải đo cái chỉ số ép áp cổ chân cánh tay ở tất cả bệnh nhân mà các đồng nghiệp nghi ngờ có bệnh động mạch chi dưới hoặc là khi ngay cả bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng nhưng có nguy cơ cao như tuổi trên 65 hoặc tuổi từ 50 đến 64 nhưng có ít nhất một yếu tố nguy cơ như là đái tháo đường, hút thuốc lá, dựa lipid máu hoặc tuổi dưới 50 nhưng có đái tháo đường kèm theo một yếu tố nguy cơ sơ vữa mạch máu khác và kết quả đo ABI nếu mà dưới 0.9 thì là bất thường. Đây là cái hình ảnh ở như tôi chị chụp ở đây đấy là các uh, điều dưỡng khoa tôi đang tiến ảnh đo AB sang lọc cho bệnh nhân uh, vào viện để xem cái mức độ tổn thương như thế nào. các thăm dò trở anh ảnh trong bệnh động mạch chi dưới hiện nay chúng ta có rất nhiều công cụ trong tay chúng ta có xương đốt le mạch máu chụp msct mạch máu hoặc chụp mạch cản quang thì cái phương tiện nào cũng có ưu và nhược điểm ví dụ như xương đốt le đây là thăm dò có ý điểm không xâm nhập giá trị chuẩn đoán cao tuy nhiên ở à, nhược điểm là phụ thuộc kinh nghiệm người làm siêu âm và khó đánh giá tổn thương từng chậu do bụng trường hơi chụp MSCT ưu điểm là không xâm nhập giá trị chẩn đoán cao hơn siêu âm nhưng nhược điểm là có thể gây suy thận và không phải tuyến nào cũng sẵn có chụp mạch cảnh quang DSA đây là thăm dò xâm nhập giá trị chuẩn đoán cao nhất tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh tuy nhiên có thể gây suy thận và cái đòi hỏi cơ sở vật chất chúng ta phải có máy chụp mạch cũng như là nhân lực được đào tạo về các khuyến cáo thăm dò hình ảnh theo hiểu tim mạch châu Âu thì xương đốt le mạch máu là thăm dò chuẩn hình ảnh đầu tiên cần được chỉ định sau đó nếu mà chẩn định hướng chiến lược tái tưới máu thì ta phải cho chụp thêm CT hoặc là chụp MRI mạch máu về mặt điều trị bệnh động mạch chi dưới thì quý đồng nghiệp cần nắm vững rõ là cái mục tiêu điều trị chúng ta làm gì như phần đầu tôi đã trình bày đó là bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới không chết vì cái chân ít khi chết vì cái chân đó mà chết vì toàn thân nhồi máu cơ tim chết vì tai biến mạch não. Vì thế những biện pháp mà điều trị giúp bệnh nhân hạn chế biến cố tim mạch toàn thân được khuyến cáo bao gồm bỏ thuốc lá, dùng thuốc kháng kết tật tiểu cầu, dùng thuốc hạ mỡ máu, dùng ức chế men chuyển. Ngoài ra, chúng ta có những cái biện pháp để giảm triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh như là tập luyện, dùng thuốc silostazone, can thiệp tái tim máu và chăm sóc bàn chân và cuối cùng là để cứu cái chân, giảm tỷ lệ cắt cụt chi, chúng ta có biện pháp can thiệp mạch máu ngoại biên hoặc là phẫu thuật các biện pháp điều trị nội khoa kinh điển bao gồm dùng thuốc kháng huyết tập tiểu cầu, aspirin liều thấp 100 mg một ngày, chỉ là kiểm soát lipid máu tích cực bằng statin và ezetimibe với mức LDL cholesterol mục tiêu là dưới 1.8 mmol/l, cho kiểm soát huyết áp đạt mức là dưới 140 trên 90 mm thủy ngân, kiểm soát đường máu, thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, giảm cân nặng, điều chỉnh chế độ ăn. Và đây là cái khuyến cáo của hiếu thì mà châu âu đó tất cả các bệnh nhân bệnh ở mạch chi dưới đều cần phải bỏ thuốc lá và duy trì một chế độ ăn lành mạnh tập luyện thể thao dùng statin như tôi nói lại, là mức LDL cholesterol là dưới 1.8 đái tháo đường kiểm soát đường máu để HbA1c dưới 7% ở tăng huyết áp thì kiểm soát số đo huyết áp dưới 140/90 trong đó cái thuốc hạ áp được ưu tiên vì đừng nghiệp nhớ đó là thuốc ức chế men chuyển hoặc là thuốc chặn thụ thể angiotensin đây là cái vai trò của tập đi bộ đối với bệnh nhân bệnh mạch uh, máu ngoại biên thì đây là cái nghiên cứu đăng trên tạp chí y học Hoa Kỳ JAMA năm 2021 họ khuyến cáo người bệnh nên được tập luyện đi bộ tối thiểu 5 lần một tuần thời gian mỗi lần là khoảng 50 phút đi bộ tốc độ nào đi bộ ở tốc độ mà người bệnh thấy đau chân ta phải đi đến mức đấy thì nó có hiệu quả từ khi mà cứ đi bộ như vậy thì nó sẽ mở những cái vi mạch máu nhỏ giúp cải thiện cái tưới máu bàn chân cho người bệnh vì vậy quy định là có bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới đây nhưng mà tôi đau chân lắm tôi không đi được à cái phải khuyến cáo người bệnh nên cố gắng tập đi bộ à, ngày hôm nay có thể đi được 50m thôi ngày sau cố gắng đi thành 100m ví dụ như vậy để cải thiện cái tình trạng tươi máu chi dưới cho người bệnh Ờ à, một trong cái biện pháp mà giúp uh, cải thiện quãng đường đi bộ đó là những cái thuốc thì đây là kính cứu so sánh cái nhóm dùng thuốc pentosiphiline là màu da cam so sánh với nhóm trứng là màu xanh da trời thì quý đồng nghiệp thấy sau 24 tuần điều trị từ sau đến 6 tháng thì gần như là cái hai nhóm này nó không có sự khác biệt vì thế là pentosifilin bây giờ không còn được khuyến cáo là thuốc để sử dụng để trong những bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới nữa cái đây tầm 15 20 năm khi mà tôi mới vào nội trú thì dùng pentosifilin như là cái phong di lăng này rất là nhiều nhưng các nghiên cứu mới đã cho thấy là không có tác dụng rồi còn cái thuốc được chứng minh là có tác dụng đó là thuốc silostazone. Ví dụ cái nghiên cứu này dùng silostazone 100 mg hai viên một ngày, rõ ràng là cái quãng đường đi bộ nó gia tăng hơn so với nhóm chứng và so sánh phải so với cái nhóm dùng pentosilin. Vậy các đồng nghiệp nhớ nhé, là nếu mà để cải thiện quãng đường đi bộ thì dùng silostazone chứ không dùng pentosilin. À, liệu pháp kháng cái tật tiểu cầu thì bây giờ là nếu bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng thì là không cần dùng còn nếu mà bệnh nhân có triệu chứng thì cho dùng gọi là kháng tiểu cổ đơn các đồng nghiệp có thể cho aspirin hoặc là clopidogrel nếu mà tái tươi máu thì ta có thể dùng kháng tiểu cổ kép hoặc là kháng tiểu cổ đơn cộng thêm với cả thuốc kháng vitamin k đây là cái phát đồ như vậy còn nếu mà bệnh nhân phải dùng thuốc chống nông dài hạn ví dụ như người bệnh có dung nhĩ chẳng hạn thì các bạn chỉ cần một thuốc chống nông đủ duy nhất thôi ví dụ các bạn chỉ cho thuốc kháng vitamin k thôi là đủ Ngoài ra gần đây có nghiên cứu Voyager PD mới đăng trên tờ New lần năm 2020, họ đánh giá 6.500 bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới được phức, đã được can thiệp tái tươi máu. Họ chia thành hai nhóm, một nhóm dùng aspirin đơn thuần và nhóm hai dùng aspirin cộng với thuốc chống đông đường uống thế hệ mới như liều thấp là rivaroxaban liều 2.5 mg hai viên một ngày đánh giá tiêu chí hiệu quả là tỷ lệ gặp bình cố tắc mạch và tiêu chí an toàn là tỷ lệ chảy máu thì kết quả cho thấy cái nhóm placebo là nhóm màu đỏ thì có tỷ lệ biến cố cao hơn nhóm dùng rivaroxaban. Vì vậy, ở kết luận nghiên cứu này cho thấy rằng cái thuốc rivaroxaban liều thấp tức là cái thuốc điều mạch máu giảm tỷ lệ biến cố tim mạch ở bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới sau can thiệp tái tưới máu, đồng thời lại là không làm tăng tỷ lệ chảy máu. Vì vậy, đây là cái khuyến cáo cập nhật nhất của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA năm 2021 về điều trị kháng huyết khối bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới. Đó đó là giai đoạn sớm sau tưới máu thì dùng aspirin liều thấp cộng rivaroxaban 2,5 mg hai viên một ngày và có thể cho thêm clopidogrel 75 mg trong 30 ngày giai đoạn ổn định cả các các đồng nghiệp đánh giá nguy cơ chảy máu nếu nguy cơ chảy máu cao ví dụ bệnh nghĩa là những bệnh nhân trên 15 tuổi hoặc là có suy gan hoặc suy thận hoặc bệnh nhân thiếu máu đang phải chuyển máu hoặc bệnh nhân ung thư tiến triển thì trường dùng phác đồ đơn trị liệu thôi còn nếu nguy cơ chảy máu thấp thì có thể dùng aspirin đơn trị liệu cộng thêm đến một cái reverse band liều thấp nữa Ờ à, và để mà giảm tỷ lệ cắt của chi thì cái biện pháp tái tưới máu là biện pháp được chỉ định thì chúng ta có hai biện pháp tái tưới máu chủ yếu thứ nhất đó là phẫu thuật làm cầu nối làm cầu nối bypass đây là biện pháp kinh điển đã được tiến hành hàng chục năm nay rồi tỷ lệ thành công cao tuy nhiên là chúng ta phải chấp nhận những cái biến cố của mổ và gây mê toàn thân ví dụ một bệnh nhân đã tiền sử tai biến mạch não tiền sử nhồi máu cơ tim rõ ràng lúc gây mê toàn thân thì có những nguy cơ trong quá trình gây mê đồng thời những cầu nối ngoài giải phẫu ví dụ cầu nối nách đùi cầu nối đùi đùi do nó là ngoài giải phẫu mà nên là cái nguy cơ tác lại nó khá cao còn cái biện pháp mới gần đây đó là can thiệp nội mạch đây là biện pháp ít xâm lấn có tỷ lệ thành công cao không kém phẫu thuật nếu tổn thương không quá phức tạp đặc biệt với tầng chủ chậu và tầng đủ kheo thì hiệu quả giải hạn rất là tốt còn với cái tổn thương tầng dưới gối thì tỷ lệ hẹp còn cao như vậy là cái biện pháp tái tế máu nào nó cũng có ưu và nhược điểm của nó để lựa chọn biện pháp tái tế máu tối ưu thì việc các khuyến cáo sử dụng phân loại TAS đây là A B C D TAS A B C là tổn thương đơn giản thì ưu tiên can thiệp nội mạch còn TAS D tổn thương phức tạp ưu tiên phẫu thuật ưu điểm can thiệp nội mạch nói chung so với phẫu thuật đó là giảm tỷ lệ thương tật và tử vong giảm thời gian nằm viện tránh được cái biến chứng gây mê toàn thân tránh sẹo mổ và quá biến chứng của quá trình liền sẹo chậm người bệnh có thể trở lại hoạt động bình thường trong vòng 24 đến 48 giờ sau thủ thuật chúng ta có thể can thiệp nhiều lần nếu cần thiết và nếu mà can thiệp thất bại rồi vẫn còn cái lựa chọn phẫu thuật như cái phương bách hấp cho bác sĩ và bệnh nhân đây là một số cái ngành can thiệp nội mạch ví dụ đây trường hợp mà quý đồng nhìn thấy cái hình bên trái là mình chân tắc hoàn toàn động mạch đùi nông và được nong bóng động đủ mạch đùi nông ra và kết quả cùng tái tìm máu thì rất là tốt như thế này, đấy như quý đồng nghiệp nhìn thấy đây là khá là thường quy ở bệnh viện Bạch Mai cho tiến hành được khoảng gần 10 năm nay rồi hay là trượt này can thiệp động mạch tương dưới gối, Cái hình bên trái là chập tổn thương trước can thiệp thì nó mạch máu rất sơ sát sau can thiệp các đồng nghiệp thấy, thấy là gì đã tưới tái tìm máu mu chân và bàn chân rất là tốt như thế này và bây giờ chúng ta trong lĩnh vực can thiệp chúng ta cũng có nhiều tiến bộ mới về công nghệ ví dụ chúng ta có dụng cụ phủ thuốc là phủ palitacel palitacel đầy một chất gây độc tế bào và nó ức chế các quá trình ở pha g và pha g 1 và pha m của quá trình phân bào và như vậy nó ức chế quá trình gia tăng lớp nội mạc mạc và như thế tránh cái tái hẹp sau khi chúng nó nong bóng hay đặt stent chúng ta có thể dụng cụ phủ thuốc là chúng ta có cái dụng cụ là bóng phủ thuốc ở ờ, chúng ta có rất nhiều hãng và rất nhiều cái dụng cụ như này phủ các hoạt chất với hàm lượng thuốc khác nhau từ 2.0 cho đến 3.5 microgan trên 1 mm vuông và đây là các nghiên cứu so sánh cái nhóm uh, tỷ lệ tái hẹp ở nhóm trứng là màu vàng và cái nhóm dùng dụng cụ của thuốc là cái màu xanh ra trời thì quý đông nhận thấy trong tất cả các nghiên cứu thì cái nhóm màu vàng là cái nhóm bóng thường thì đều có tỷ lệ tái hẹp là cao hơn cái nhóm màu xanh ra trời và chúng ta cũng có cái stem của thuốc là có stem Zinver PTX và stem Eluvia thì nó cũng là có polymer và có hàm lượng thuốc dao động như thế này và kết quả nghiên cứu cũng cho thấy là đây là tỷ lệ thông mạch của cái nhóm dùng stent phủ thuốc là cái màu đỏ đều tốt hơn là cái nhóm dùng stent không phủ thuốc là cái màu xanh da trời với mạch vành thì stent phủ thuốc đã trở thành tiêu chuẩn rồi việc không có khái niệm là stent thường với can thiệp mạch vành nữa còn stent mạch ngoại biên thì stent phủ thuốc đang dần dần thay thế stent ngoại biên trong thực hành lâm sàng đây là cái khuyến cáo của hiệp hội tiêm châu âu về can thiệp tái tế máu với động mạch ngoại biên đó là tổn thương tầng chậu thì đặt stent ngay từ đầu nên được xem xét Phúc thật mở nên được phẫu... cân nhắc ở chiều tác động mạch chủ la lên động mạch thắt còn với tổn thương tầng đùi khoeo thì chiến lược can thiệp nội mạch thì đầu nên được khuyến cáo với tổn thương ngắn dưới 25 cm đúng không và chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta sẽ lựa chọn đặt stent bóng phủ thuốc hoặc là stent phủ thuốc với tầng dưới gối thì chúng ta nên ưu tiên là phẫu thuật bắc cầu nối dùng tĩnh mạch hiển lớn còn nếu mà không thể có vị trí nào nối thì ta có thể can thiệp nội mạch ngoài ra thì chúng ta cũng nhớ rằng không để bỏ qua vai trò của các đơn vị chăm sóc bàn chân ở đây tôi thấy có bác sĩ Hưng là ở khoa nội tiết bệnh viện Bạch Mai các anh có rất nhiều kinh nghiệm ở chăm sóc bàn chân vai trò người điều dưỡng rất quan trọng nó tái tê máu rất là tốt nhưng mà cái vai trò người điều dưỡng mà uh, cắt gọt vết loét rồi chăm sóc bàn chân rất là quan trọng đây ngày một số cái điều dưỡng, cho nên là ngồi gọt vỏ cam để thành thục cái động tác để mà khi mà cần phải cắt gọt những cái vết chai chân của bệnh nhân thì điều dưỡng là quen thuộc và cho có những cái chế phẩm để giúp và kích thích quá trình liền sẹo như thế này. Chúng ta cũng có rất là nhiều công nghệ khác như tiêm yếu tố tăng trưởng, dùng plasma lạnh hoặc là chuyển ngoại khoa để cắt lọc tối thiểu, có những đơn vị chăm sóc vết loét và tập phục hồi chức năng cho người bệnh như thế Chúng ta là có rất nhiều bác sĩ chung tay vào để mà điều trị gánh nặng bệnh là phải chi dưới cho bệnh nhân hay là đây một cái bệnh nhân của chúng tôi khi vào viện thì loét rộng này chăm sóc rất tích cực sau 7 ngày tái tim máu được nó như thế này chúng dùng những thác như hút áp lực âm uh, dùng áp lực âm cộng với cả xịt yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF uh, chuyển sang ngoại khoa để ghép ra tự thân sau 30 ngày và sau 60 ngày nó liền thương là như thế này thì này cũng thấy đây là một cái chặng đường rất là khó khăn kiên trì cần nhiều bác sĩ chuyên khoa chứ một uh, chuyên ngành không thể giải quyết được. Đúng không? vậy thì quay lại với các bệnh nhân của chúng ta, uh, có rất nhiều yếu tố nguy cơ đái tháo đường tăng huyết áp vào viện vì đau chân khi nghỉ, hội chứng nhiễm khuẩn dương tính, uh, loét khô hoại tử mũ chân, điện tâm đồ của sóng quy, tê âm nhiều chuyển đạo, siêu tim EF giảm, giảm vận động vùng tiền máu động mạch lên đất trước, suy thận creatinine 156, A1C là 10.4 chứng tỏ là đường máu gần như không được kiểm soát gì cả, bilan viên rất là cao, xâm đốt lên mạch máu thì tổn thương cả động mạch đùi cả động mạch tầng dưới gối cả động mạch cảnh trong vậy chúng ta làm gì đấy thì chúng ta đã cân nhắc hội trần rất nhiều chuyên khoa để xem là cái vấn đề gì cần phải giải quyết đầu tiên cho người bệnh và chúng tôi nhận thấy rằng với bệnh nhân ép giảm ở có sơn tim có giảm vận động vùng thì cái mạch vành chắc chắn là có tổn thương vậy chúng ta cần phải xử trí mạch vành trước và chúng tôi đã tiến hành chụp động mạch vành và khít lan tỏa động mạch vách lên đất trước và chúng tôi đã tái tim máu động mạch vách lên đất trước và đặt stent sau đó chúng lại tái tim máu động mạch ngoại biên đặt stent động mạch đùi nông và nong bóng phụ thuốc với động mạch tầng dưới gối với đồng nghiệp nhìn cái bên trái là trước thủ thuật thì AB 0.37 bên phải sau thuật AB lên 0.9 rất là tốt đúng không và chăm sóc vết lết tích cực ban đầu là khô sau đó đã được tái tí máu và sau 3 tháng đã liền thương được như thế này thì cân nhắc là có cần phải tái tí máu động mạch cảnh hay không cho nhận thấy là bệnh nhân này hẹp 60% động mạch cảnh mà không triệu chứng như vậy theo khuyến cáo của hội mạch châu Âu là chúng ta chỉ cần theo dõi thôi chứ nó cũng chưa cần phải phẫu, thuật bóc tách nội mạc động mạch cảnh hay là can thiệp động mạch cảnh tái tế máu động mạch cảnh và chúng ta dùng cái phác đồ điều trị để cho khán tiểu cổ kép bởi bệnh nhân là được đặt stent động mạch vành để cho cái rilosaban điều thấp để kiểm soát huyết áp bằng thuốc chạy tụ thể angiotensin van xà tăng kiểm soát uh, đường máu bằng insulin metformin và thuốc ức chế SGLT2 để kiểm soát lipid máu bằng atorvastatin và ezetimibe trong những tật đi bộ nhiều và bệnh nhân đã không còn triệu chứng đau chi dưới nữa và xương sau một năm thì mạch ngoại biên thông tốt như vậy thưa các đồng nghiệp tôi xin phép tổng kết một số ý chính về cái cập nhật điều trị bệnh lý động mạch chi dưới bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới là tổn thương nhiều mạch máu phối hợp và trên nền bệnh nhân có rất nhiều yếu tố nguy cơ sơ vữa mạch máu như hút thuốc lá đái tháo đường tăng huyết áp dẫn lipid máu biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng và tiếp cận bệnh nhân thì phải sàng lọc bằng đo chỉ số huyết cổ trên cánh tay, siêu đốt lên mạch máu, chụp MSCT hoặc em mạch máu và cuối cùng là chụp DSA. Điều trị chúng ta có thể những biện pháp dùng aspirin, ức chế biến chuyển, statin, ngừng hút thuốc. Tất cả những biện pháp này đều cải thiện tiên lượng cho người bệnh, giảm biến cố toàn thân. Cho có thể cải thiện triệu chứng bằng cách cho bệnh nhân tập đi bộ, kiểm soát yếu tố nguy cơ cho cytostazone, tái tim máu tích cực bằng ca tiền nội mạch và phẫu thuật, điều trị các bệnh lý phối hợp như là bệnh mạch vành, suy tim, suy thận, đái tháo đường, tăng huyết áp. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các đồng nghiệp.